Anh Phong ơi, anh chỉ cho em cách tuyển chọn buổi VIP đi anh. Gì đấy? Chứ em thấy anh nhiều con buổi hay quá. Vâng bác ơi. Thì hôm nay thì em cũng lên đây chia sẻ cho các bác rằng là cách chọn buổi VIP nhé, làm sao mà những con mà nó nhìn qua cầm tay hoặc là kiểu không cầm tay nó đậu trong lồng nhìn biết được rằng là con đấy là có tố chất hay không mọi người nhé. Vâng, thế thì lần đầu tiên thì chúng ta hãy chọn từ mỏ đó, từ mỏ cho đến lông đuôi đó. Thì từ mỏ là mọi người hãy chọn những con mỏ ngắn, mỏng và cong nhé. Đó, những con mỏ cong ấy, đặc biệt là những con mỏ cong là những con rất là gấu mọi người ạ. Mà những mọi người để ý những con chim mà săn mồi ấy, chim mà nó ăn thịt chim khác ấy, gọi là những mỏ cong ấy, mỏ cong cong ấy. Đó, những con mỏ cong là những con nó rất là gấu mọi người, nó rất là hung dữ, nó tợn, nó muốn bổ đối thủ của nó luôn ấy. Nó hay lắm. Đó, và đặc biệt rằng là những con như thế là nó có nết đánh là rất là hay luôn. Đó, nết đánh là nó rất là nhanh cầu. Đó, ở mỏ rồi sau lên về phần chân đầu nhé, đầu to đó. Đó, và mắt nó thì cũng to và lồi nhá mọi người nhá. Và cái tách đỏ nó to, cái vệt đen ở má nó ấy, vệt to và cũng như là nó kéo sâu xuống dưới cổ này này, rõ ràng đó, sắc nét. Vệt trắng ra vệt trắng mà vệt đen ra vệt đen mọi người nhé. Đó, gốc màu thì dày, nó liền từ gáy nó lên này, nó phải liền này. Đó, rồi thì là ở chỗ cái hầu nó, cái lông ở hầu nó ấy mọi người, là nó phải là trắng tinh nhé, trắng tinh. Đó, những con như thế cực kỳ để gọi là giữ nó thể hiện lên cái gọi là cái tướng của nó ấy. Hay lắm, những con như thế mọi người cứ chọn những con như thế. Rồi thì ngực nở mọi người ạ, con nào ngực nó nở, ngực nở ra, bụng nó hóp xuống đó. Và cái cánh nó, về phần cánh thì cánh nó ngắn từ cái chót cánh nó cho tới cái mồng nó là nó chịt với nhau đó. Những con nào mà nó dài quá thì là những con ấy, nó không có chiều sâu, mà những con mà dài quá là nó hay chơi cánh ruồi, còn cánh ngắn ấy, là nó có chơi có chiều sâu hơn nhé, đi vào nước sâu hơn và có thể lấy được chung kết đó. Rồi thì là những con mà nó gầm cao mái thoáng ấy, tức là chân cao ấy. Đó, chân cao có dáng đứng là hở cả gối chân ra mọi người. Đó, những con như thế cực kỳ là khỏe chân mà hay nhanh cầu đó. Rồi xuống đến phần mồng nó, mồng thì cái phao câu cái lông của nó lông đỏ ấy mọi người, nó to ra mà nó dài hơn. Và cả lông đuôi nó thì những cái mà lông đuôi trắng ấy, một bản đuôi nó 12 cọng thì có 2 cọng ở giữa là đen, rồi chót lông đuôi ấy, đen, còn những 10 lông kia ấy, nó trắng ở đầu ấy, là những con nó hay kể 8 con 8 lông trắng thôi là cũng hay rồi. Chứ mọi người đừng chọn những con mà có mỗi 6 lông trắng thôi là không hay đâu mọi người ạ. Đấy, đa số là 8 lông hoặc là 10 lông là những con là rất là hay. Đó, đó là cách chọn gọi là khi mà mình chưa xem qua cái nét thái độ thi đấu của nó mọi người ạ. Đó, còn khi mà mọi người chọn ở trên giàn ấy, thì tiêu chí bây giờ gọi là cầu cánh mỏng, gọi là thi đấu, gọi là đấu hot chứ không phải là hot đấu, nên là mọi người phải chọn cả cầu nữa. Cánh thì không quan trọng bằng cầu, chủ yếu là cầu chim tốc độ nhanh, tốc độ bàn thờ ấy mọi người, nhanh nhẹn linh hoạt tháo vát, đấy là những con mà găm xương cầu rất là hay. Đó, nó chạy cầu mà nó dí găm dí bổ chim này, đánh gọi là hai mặt ba mặt thì lại càng tốt, nhưng mà hạn chế những con mà đánh một mặt mọi người ấy. Còn một mặt thì có thể rằng là nó chỉ đánh được găm một mặt thôi, nó không đánh những con khác, nó không giữ chi bằng những con mà đánh cả hai ba mặt. Nếu như con là hai ba mặt đang đánh con mặt này, nó nhảy sang đánh mặt con khác, nó nhảy sang con khác nữa, đấy những con đấy, tức là chạy một vòng này, cứ về đấy, cứ chạy chạy này, những con mà nó giữ chim, nó hung chim, nó tìm nó đánh
nó không biết sợ cái nào cả đó. Mà khi mà trong khi nó đã chạy rồi nhá, nó cần cái mỏ của nó sỏ sỏ bổ bổ vào na thì ở dưa bổ qua khe ấy, để muốn bổ đối thủ ấy. Những con như thế cực kỳ là hay mọi người, mọi người chọn những con thế cho mình nhá, rất là hay luôn, đảm bảo luôn, hay lắm mọi người đó. Rồi thì là những con mà chọn cả những con mà có nết chơi ấy, bung xòe, bung xòe là một lợi thế rất là tốt mọi người ạ. Khi mà con chim mà nó bị mắc điểm ví dụ gãi rỉa chẳng hạn đó, nó bung xòe hai cái là nó sẽ xóa được lỗi rồi. Hay là những con mà ché thi thoảng ché nó, nhưng mà ché nhiều quá không tốt đâu, lợi bất cập hại mọi người nhé. Thì mọi người chọn những con gọi là biết ché và cũng như là biết xòe. Đấy, bung xòe lợi thế gỡ lại. Bây giờ như ché thì khi mà vào chung kết thì biết ché nhì xòe, và chung kết là có thể lấy nhất dễ hơn. Đấy, mọi người chọn những con như thế nhá. Rồi, cảm ơn mọi người. Hôm nay mình chia sẻ lên đây thật ra là để tại sao mọi người thấy mình có những cái con bổ ấy 3 tháng đấy, như quay nó thực tế cho mọi người xem đấy, quay lên đấy phá lắm, phá kinh khủng luôn đấy. Mình có một con 3 tháng 3 ngày lồng, 93 ngày lồng đấy, đi thi một phát là hạ con thứ 5 đó, đi thi và là được top 10 hạ con thứ 5 đấy. Xong là lần sau, tuần sau nữa đi thi phát được giải nhì luôn đấy, ghê không mọi người thấy không, những con bổi và là cực vip luôn mọi người. Mình có video đấy để mình quay lên cả video cho mọi người cùng xem nhé. Rồi hôm nay mình chia sẻ một chút đây, mọi người mà có cần hỏi gì nữa thì có thể cứ theo dõi để xem nhé, là alo trực tiếp. Cảm ơn, chào mọi người nhé, chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và tiếp tục đam mê nuôi chim dưỡng trí của mình mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người cần chim bổi vip hay là chim gì cứ alo ấy. Đấy, rất là nhiều luôn này. Đó, đâu, nhiều lắm. Cảm ơn mọi người nha.